Hai chị Ngọc về đây. Anh phải muộn với chị. Mẹ không? Không, em đi. Qua. Ngon không? Ngon. Thôi để chị Ngọc ăn nữa. Đây. Chấm bát bám cơm mà. Ăn đi. Anh cắt từng miếng này. Em xin. Qua đây rồi. Nạc chưa? Cho em. Nạc tinh luôn rồi. Đấy. Em ngon lắm. Ăn đi. Không kiểu thơm thơm mới thèm đi. Không miếng thịt cá hay ăn đi, ăn lắm rồi đâu. Em mắc ra mình ăn hết rồi. Ăn ở trong này phải không ngon, vui hơn ăn ở nhà. Ăn ở nhà ăn thao. Ở nhà mẹ cháu ăn bữa ăn cơm á, người ta bảo trời đánh trắng miếng ăn miếng anh. Đây mẹ cháu lúc bữa ăn cứ nói cái này, cứ nói cái kia. Khánh mãi chứ phải. Khánh ơi. Hả? Sao mãi chưa đi phải vì ăn xong chưa? Chưa đã ăn đâu, chị Ngọc nó vào đâu mà ăn. Vậy chưa ăn cơ? Chưa. Có em thấy mẹ bắt đầu cũng đang kiểu ấy rồi đấy. Trời tối đi ăn mà anh đang đợi chị Ngọc chưa thấy chị Ngọc về này. Chị đi ship từ chiều giờ vậy kìa. Ừ, mà mẹ bảo sao anh sao không? Dạ. Mẹ bảo anh sao không? Thì mẹ bảo cho đi ăn uống rượu các thứ đâu mà lâu về vậy. Mẹ bảo mày đi đợi đón anh kìa. Vâng. Thì cứ từ từ đợi chị Ngọc về đã. Bái. Bái làm gì đây? Mày như cái chắc là chị đi ship hàng đây. Có, chị bảo chị đi ship anh vừa điện rồi, chị đang về sắp tới đây rồi. Em ở nhà em ăn cơm rồi đấy. Anh ghi là lấy mâm bát ăn. Anh ghi là lấy mâm bát xong rồi chị Ngọc về ăn. Mâm bát ghi là mình ăn thì trước thì nó vẻ sau mà. Bà ấy bảo, cái cá của bà ấy đấy, to chắc ngon lắm kìa. Ừ. Bà ấy ăn đâu thùng này? Mà hôm bà ăn sớm lắm rồi. Hôm ăn sớm, hôm nay bảo cho Khánh nó ăn đây rồi chờ Ngọc cứ về. Hay bà cho mình ăn trước bà? Hay bà cháu mình tự đi dần. Thôi cứ chuẩn bị dần đi, em thấy... À, thấy là nó tí, nó vẻo mà. Nó vẻo ấy. Nó... bán chắc được gần như sao? Đây bà ơi. À đây. Ô. Ô, anh bà đây à? Anh chị Ngọc về đây. Anh với ship hàng về đây, chưa bà? Ừ. Phải đi bán muộn với chị. Về đâu thì ra rửa chân tay đi rồi bảo cơm luôn. Mệt không? Không, em đi hơi mệt. Không mệt hả? Đi về muộn lại rồi. Sao về muộn? Bà đâu cá thà thế ạ? Cá thế ạ? Ui, cá này có trứng này. Coi như là cá ngon chưa? Có trứng cá này. Cá nó ngon lắm. Cá gì đấy bà? Cá chép. Ui. Cá chép hả? Cháu thích ăn cái trứng cá này lắm. Hả? Thì nghe ngửi nhé bà nhờ. Ngon lắm đấy. Ngon nhờ. Cháu nhìn thấy hấp dẫn rồi. Ăn chắc ngon lắm ấy nhờ. Bà cho tao miếng này. Đưa anh thử cho miếng nào. Yên. Thầy tà lịch cho trứng cá này. Cho miếng nào. Yên. Ngon không? Ngon. Thôi để chị Ngọc ăn nữa. Đây. Bây giờ ăn thử máy mà ở đây. Ôi. Thôi bà. Ui. Cái này ăn hết bị ngon không nhỉ? Bà đừng ăn khúc này nào bà. Hết em mục tiêu. Mày miếng khế hả bà? Ôi ăn khế này là lắm chua để nó ra để đun lại là ra nước để mà ăn. Phải ăn hết thì ta đấy. Đấy. Cái cháu ấy thấy sối cơm. Em ăn rồi mà nhìn thấy cá của bà nấu vẫn thèm thèm. Thôi không ăn đâu, nó quá mỏi. Để anh mua ít trứng vào ấy. Cái bằng Nga với Nga. Có cái cây ăn đổi nó mua nhiều lắm cơ. Đấy. Mà anh hỏi mẹ có biết không? Không, mẹ không biết đâu, anh bảo đi sang nhà bạn. Cứ ở đây ăn, mai ăn cái cá này trong nồi bắt đầu cái trứng đi. Vâng, ăn hết cái cá rồi bác. Cháu cái cá này ngon, cháu ăn hai rồi bác. Thôi bà cho ít thôi, bà ăn ít mà. Cá này cá chép phải không? Ờ, là cái trứng ở bên dưới mà ăn. Ngon lắm. Đấy. Ngon nhỉ? Bây giờ mình ấy. Ngon lắm. Ừ. Ăn đi, cười anh. Anh em cười, cười. Thôi chấm bài bám cơm mà. Anh cười nhá. Ăn đi. Ui. Anh gắp từng miếng này. Ui, em xin. Qua đây rồi. Ừ. Nạc chưa? Thôi em. Nạc tinh luôn rồi. Đấy. Em ngon lắm. Ăn đi, em ăn đi. Không kiểu thơm thơm mới thèm đi. Không miếng thịt vịt cá hay ăn đi, ăn lắm rồi đó. Em mắc ra mình ăn hết rồi. Ừ. Ăn đi. Dai rồi bà nhỉ? Ừ.
ngon, tán cái cá tô à, thế nên nó ngon. Mời bạn. Làm bác không? Không ăn đâu, em mua đâu, em ăn là phí đấy. Đói đói là em ăn tiếp đấy. Mà bảo đi này mẹ có hỏi đi đâu không? Mẹ anh thì cho vừa đấy lúc đi là anh Khánh bảo là đi lên nhà bạn nên là bây giờ cháu bảo là đi rước anh Khánh về. À, mẹ không phải sao biết nhưng mà nhá, không. Để mẹ biết. Nhưng mà đi lâu quá mẹ nghỉ đấy. Thôi anh đây ăn miếng, ăn thử. Đấy, ăn miếng chứ cái ăn thử cái gì. Cơm nhà bà khôn cơm mày cháu. Nhưng mà cơm bà ăn vui lắm, ngon. Nhưng mà nay ăn trong này lâu lâu ăn trong này cảm giác thấy ngon em. Ừ, hôm nay em ăn trong bán hàng nhưng hôm qua bán ăn cơm nhà bạn rồi. Cơm mày đang ngon, cơm mày thấy mình đẹp, đang không ngon đấy. Đúng không? Ăn nhà báo thì tôi ăn nó hơi khô thôi. Hơi rồi thôi mà ăn ngon lắm. Ừ. Ngại. Ăn ở trong này cả không ngon, vui hơn ăn ở nhà. Ở nhà ăn sao? Ở nhà mẹ cháu ăn bữa ăn cơm á. Người ta bảo giờ đánh trắng miếng anh. Đây mẹ cháu lúc bữa ăn đâu, cứ nói cái này, nói cái kia. Để mai tao ra tao nói cho cần mẹ mình. Này, lúc nào cũng cầm nhà cũng nhậu với con rồi cãi thích. Mai tao ra tao nói chứ. Bám một cơm. Thôi cậy mẹ cháu nói vậy thôi. Bám rồi. Nhưng mà nói chứ chúng mình cần về ở đấy chúng mình cần phải bán hàng chứ. Ở trong này mạng nó yếu mày hỏi cái Ngọc chứ. Nó có bán được đâu mà suốt lên. Không, mạng kém mà báo bảo mạng kém em bảo kêu mạng kém nhưng. Vâng. Trong này là bạn không có mạng, em đăng ký 3G ở đây. Thì nó cũng có lúc không bị yếu vậy nó không ra bằng wifi được. Là mình wifi không anh? Vâng, nên wifi nhà mình đấy là 3 cọc vậy. Ở đây không có wifi cũng chẳng bắt chùa nhà ai. Đăng ký 3G yếu không ai chi mà bán hàng được ý. Xong là kiểu nhiều cô kiểu gọi điện qua Zalo xong cứ rè rè nó nói được lại không nói được gì. Lúc thì cô nói từ nhỏ nó nghe là không có nghe rõ. Cho nên là nó bán được ít lắm. Cho nên là bảo nó về ngoài cho nó bán hàng. Nhà giáo điện sáng. Điều hòa lắm á. Không nhưng mà tìm mấy cái làm nữa phải không? Mẹ em nay đi làm rồi. Mai đi làm rồi. Mẹ đi làm rồi à? Mà mẹ khỏe hẳn chân rồi. Mẹ sao mẹ khỏe hẳn chân rồi? Mẹ khỏe hẳn chân rồi. Mẹ bảo mai mẹ đi làm đấy. Mẹ đi làm đấy. Mấy ngày mẹ đã khỏe rồi. Tao tím em tím chân nữa. Từ hôm nọ nay mãi còn chưa khỏe mà mẹ đã khỏe rồi. Ồ mẹ mày. Dạ vâng. Dạ vâng tí nữa mà. Đau thì ít nhưng mà cứ dộ tướng thì nhiều mà. Cho nên là với nhanh khỏi để đi làm thì còn nếu mà nó đau như cái hôm mày bảo mà ham mà đi làm được phải không? Nếu như vậy mẹ đã ra vò vậy em càng dám về. Em về giờ mẹ đổ đồ đổ cho em nhiều cái. Không có em đi bảo thế cháu mà về đấy về á mẹ anh Khánh mẹ lại bảo là đến lúc tao khỏi mày lại vác mặt về đấy, lúc tao ốm yếu thì mày bỏ đi này kia xong bá bảo là đây mà chỗ bà bỏ anh rồi bà lấy lúc chờ anh bảo bà bảo anh rồi. Nếu mà mẹ tính ra anh bảo mẹ mà không nghe nhất lần cuối anh bảo bố về. Ừ. Đấy, tao cũng bảo bảo vậy. Bảo bố về thì không nhìn mẹ. Ừ, bà, anh tí mất nửa đây rồi. Anh về của mẹ lại. Ừ, mẹ của nó đồng mẹ lại đi tìm đấy. Từ ăn. Từ mà ăn có ăn nhẹ thật. Mẹ bảo là đi rước chơi bạn đằng xa thì đi rước lâu lâu một tí chứ phải không? Không sợ mẹ ấy mẹ nghi ngờ là mẹ đi vào trong đây mẹ tìm đi. Mà em biết rồi. Thì nãy em bảo đi rước anh gần đi lên nhà bạn rước anh gần. Này mẹ biết đấy tại yếu mẹ đi theo chết đấy mà. Đấy vậy bảo anh Khánh ăn nhanh mà đi vào đây. Cứ giờ ăn dần, ăn bình tĩnh. Như phải ăn nhanh. Thằng nào cũng vậy bạn nữa ở xa ấy phải bạn ở gần nó mà sợ. Bảo vậy về bảo mẹ vậy. Thế nào anh? Dạ. Thế em chạy vào trước đi. Em phải đi không? Mà chạy vào trước bảo anh Khánh chứ bạn anh đưa vào không? Vâng. Chứ Ngọc Lanh rồi. Vâng. Chứ Ngọc Lanh vứt ở cỏ rồi. Anh ăn được 13 người đã có mày. Mày về mày cứ bảo anh đang bắt đầu ăn cơm chưa? Ăn ở nhà bạn chưa? Vâng. Mày cứ chặn mày chưa? Thôi vậy em về trước nhá. Anh ăn đi nhá. Vâng. Bà ăn đây, chóng lại đây. Vâng. Ngon lắm.